Đây là lợn quay ở bên nhà trai nhá, về bên nhà gái nha mọi người nhá. Lợn quay nhà trai rất là to đấy mọi người. Còn là một gánh nữa ngoài kia nữa. Ok. Đây lợn quay rất là to đây mọi người. Đây mọi người bắt đầu khai đao đây. Con này chắc phải tầm 50 cân đấy anh nhỉ? 70 cân cơ. Lượng quay nhà trai rất là to đấy mọi người. Ai lấy vợ ở Sơn Long là phải con lợn to này đấy. Để mà lấy được vợ ở đây cũng... Con lợn quay là phải đi ra là phải to này đấy. Này Long Thượng Sơn Long ấy, tặng Sơn Long Thượng. Đây là tàng lông hết đấy. Nhá. Xảy ra đã. Cứ sợ nhá. Cái này chắc ủ lâu thì mì nó không được giòn nữa anh nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi.
không, bởi vì con này nặng cân nên là phải quay lâu một tí để chất lượng thịt bên trong nó chín đấy. Cái này là quá là chín rồi đấy. Đúng, vừa chín tới ấy, nhưng mà quá chín rồi. Giờ biết không? Kêu như Hải như con anh nào ạ? Như Hải, Hải ra ba được. Rượu về quay liên tục. Thế hát hả? Là tôi xuân đấy. Dư cái này đi mày. Mình ngồi nhé, mặc tránh nó đi. Mặc tránh thì chiều rồi đấy. Bắt lòng mày. Con đi. Căng ngủ không phải cái ông Lam nó thích cái gà nữa à? Ờ, lúc kia đấy chú rồi. Đấy nhá, bây giờ chuẩn đến ngon nhá. Đây là chuẩn ba chỉ luôn nha anh em nhá. Chuẩn ba chỉ nhá. Con nghẻ luôn nhá. Đây này. Đẹp chưa? Cái này để trên cái bàn thôi, nếu mà để trên cái bàn cái mẹ trên đất thì phải kết thúc nó cảm khắc cảm kính của bà bốc thì bà nhìn cái bên nhỉ về mất cái gì mày ơi thì cảm đây bắp nhìn nhỉ đây ok luôn này ok chưa anh ơi, yeah, xin anh. Em nha. Rồi em xin nhá. Okay. Chén rượu ơi. Thôi dùng bánh ngồi á. Okay. Rồi em thử món là miếng dùng miếng xem có bùn như nào nhỉ anh em nhỉ. Wow. Thấy bạn. Mời em nhá, chuẩn miếng ba chỉ luôn nha anh em nhá. Mời em nhá. Anh triển khai luôn đi. Chào 5.000 anh em nhá. Chào 5.000 anh em nhá. Anh ăn ngập mồm vài miếng luôn đi. Luôn đấy, này này. Riêng Lạng Sơn thì là món này là nhất rồi. Mời anh em nhá. Sảm đấy. Quay ra nhá. Làm chén mới được kìa. Đá quá anh em ạ. Đá luôn. Chuẩn món ba chỉ lợn quay Lạng Sơn nha anh em ơi. Lạng Sơn, lá măng mật của Lạng Sơn khá là nổi tiếng. Ngập mồm luôn anh nhờ. Đá quá. Anh mà cho em là YouTube là kênh nào để anh em nó follow cho. Thì đấy, anh em follow cho. Mấy người mà tìm thôi. Sao cho em cắt được? Mà chỉ sự cần nhắn ngon. Đấy. Ăn ngập mồm luôn anh em nhá. Món lợn quay Lạng Sơn mà ăn ngập mồm thì mới ngon. Phải dính mồm này mới ngon. Ngon. Phải thật sự ngập mồm thì mới ngon. Phải dùng mồm mới ngon chứ phải không ấy? Đúng rồi đấy. Bắt. Đấy, đấy bộ khổng lồ. Phải dùng cả tay em mới sướng. Bắt tay này nó ăn thì có thì còn tay nữa. Tay Lạng Sơn làm dùng tay thôi. Đúng rồi, những cái món này mình phải dùng bằng tay thì ăn nó mới đúng khẩu vị. Đúng công nhận. Và cái món thịt là mấy anh em là chăm sóc như này là không à? Quá chuẩn luôn đấy. Đây hẳn một can ở đây một can ở đây anh em nhá. Mấy can trong kia thì uống một can thôi. Uống hết can này lại có thêm một can nữa. Năm can rồi. Nhớ vào đây nhá anh nhở. Anh em nhá. Đây anh em uống ăn lên quay đây phải uống rượu Lạng Sơn chuẩn Lạng Sơn đấy anh em nhá. Nhà. Ok em xin nhá. Ok. Rồi mời nhá. Có rượu đi. Ok làm một miếng bi cho anh em nhá. Làm một miếng bi cho anh em nhá. Ok. Em làm một miếng bi thôi. Okay.
miếng bi đây mọi người, nhìn rất là ok. Bi áo lông ám luôn. Nó ám mà tẹt. Đâu là... Cái con mọi người nhá, học kìa. Mình đúng cái này đâu là cái chặt 6-7 con rồi. Cái này mình chịu cười á. Hắn bảo phân tế. Kêu tú này tú tức. Đúng rồi. Rồi cái sao? Hãy mừng chiều tú, hắn tú tức kẻ thống mê. Tú tức kẻ, hắn ít kéo ngó mây gió chớ. Ui ô, thằng này ăn nhầm ngon. Đây, đây, đây. Đây luôn. Leo bữa không có cái gì đấy mày không có mày thì em ngấm nó là thầy rồi đi không có mày không mày ăn lao rồi mày tôi bắn lăng cái đạch thì sẽ này ăn này cả cái mưa hỏng bị hạt nó chả này quá ao mà mày phải quặng rồi đấy chị kín hơi thì hôm nay anh chặt bao nhiêu con rồi anh nhở? Năm con rồi. Con này là con thứ 5 hay thứ 6? Con thứ 6 à? Thứ 6 rồi. Con hôm qua thì tính ấy, phải không? Con hôm qua thì tính vơ. Đấy, tức là phải tầm 8 đến 10 con hả anh? Ừ. Không là 2 con rồi. 8 con đấy. 8 con. Bây giờ là cái này là... Thế là hôm qua 6 con là 8 con. 8 con. 8 con rồi. Tất cả là 8 con. Đây là con này chặt riêng ra là để cho anh em đấy mọi người ạ. 10 con mệt này. 8 con hôm trước, 8 con 11 con. Đám cưới trên Lạng Sơn là ăn lợn quay phải ngậm mồm mọi người nhá. Có phải gần gần chục con. Xịn nha. Cái này là miếng anh quay một vòng này. Đặc sản nha. Đặc sản Lạng Sơn nha. Đây, ba chỉ ngay. Nguyên bản luôn đấy. Ơi, sập được màu rồi đấy. Wow. Bọn này sản xuất cái bóng này hay thật đấy. Một chiếc túi bóng là pha kê đúng không? Thôi. Cái này lưới nhà máy. Lưới nhà sản xuất này là váy thôi, không phải là túi bóng đâu. Là mình nắng thôi. Không được rồi. Túi bóng này túi bóng pha kê rồi. Hoặc là lượng quay nặng quá. Hoặc là túi bóng lượng quay nặng quá thôi. Làm gì mà nặng quá nhở? Nặng quá lông thay. Trong này dùng lông hát túi được. Rồi. Lông hát túi lắm được. Ôi nhà cậu phát nặng quá. Đấy. Đừng bằng ý. Cái lỗi rồi. Lông hát. Cái ấm bồi gì nó có này. Cái nào khi nào? Đây luôn á, con này kỹ quá thế. Sư lô. Để mà ăn cơ học quên, nhưng mà cơ bản này này mà áo này. Cơ học quên làm không à? Ơi ơi. Ý ơi, chứ về. Khi nào mình ăn thì nó ra hấp lại. Cái này phải cho vào cái tủ đồ. Cái này mà sau này. Cái này nó. 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 Cái này nó.